Hello, hello cả nhà. Mình mới mua mấy cái đồ mới cho em bé nè. Cái này là cái gối chống chống méo đầu nè. Ủa, gối này mềm, rất là mềm nha, 90k. Rồi, đa số đồ là mình xin đồ của bà chị, nhưng mà thấy áo đẹp quá mình mua thêm 3 cái. 3 cái số 1 cho em bé của mình, 1 2 3 cưng luôn. Rồi mình mua 5 cái quần. 5 cái quần dài. Cái quần dài này cũng số 1 luôn nha cả nhà. 1 2 3 4 5 cái. Và đặc biệt đó là mình thích cái khăn vải sợi tre này lắm. Cái khăn này nè, mình có thể là lót đầu hoặc là mình đắp cho bé được luôn, mình quấn được luôn. Cái này 145k nha. Tuy nó hơi mắc chút xíu nhưng mà vải nó mềm mịn, rất là im, thành ra là kệ đừng tiếc tiền. Em bé mà mình mua lựa cái vải mềm mềm như vậy nè, cho chim đầu á, mình có chim đầu á cho nó im. Rồi mình lao á cũng hút nước lắm. Cái này là vải sợi tre rất là mềm. Đó, mình lựa cái chiếc xe hơi, xe bớt rồi nè, xe đẹp. Rồi cả nhà chuẩn bị những cái đồ về, comment bên dưới cho mình biết đi nha. Các mom ơi, các mom chuẩn bị đón bé yêu nhé.